Hello, xin tổng chào cả nhà, chào cô chú anh chị và các bạn đang xem nha cả nhà. Út nướng khô nè cả nhà, khô khô cá hố. Mình không có cho lửa nó cao quá nó không ngon. Cá hố nướng đi, khô cá hố nướng chấm nước mắm me đi, mày vô mày vô. Biết sao không? Mình thì không biết nhậu nhưng mà mình chỉ có phục vụ những món nhậu cho mấy anh chị em mà đi làm về cử chiều, đi làm mệt mỏi về anh chị em hùng tiền ra cái làm nhậu. Lai rai gì đó, người ra 150 gì đó. Nhậu cho nó có tinh thần, nó ngủ ngon á cả nhà. Khô cá hố này mà chấm nước mắm me là bá cháy rồi. Thời chiều cũng có kho hết một mớ cả nhà. Kho nước mắm với ớt á, mình xào mỡ tỏi xong cái chặt rửa cái này cho sạch. Bỏ vô kho. Cho dầu ăn rồi vô cho nó nhiều nhiều chút rồi nó bấy cay cay ăn đã. Chín nha cả nhà, này mình nướng cũng không cho chín luôn vì vừa chín quá nó đắng. Cái này là mình nướng lửa nhỏ cả nhà, nướng lửa nhỏ nó mới chín đều nó mới ngon, nướng lửa lớn nó khét với nó đắng. Xem video á, nếu có thích cái video này nhớ đăng ký cho Út một cái đăng ký và cho Út xin một like một chia sẻ nha, và nhớ bấm chuông để nhận được thông báo cho Út có đề xuất và có thêm cái động lực đó cả nhà, động lực để ra nhiều video tiếp theo cho cả nhà mình cùng xem cái cuộc sống ở dưới quê đồng khô cỏ cháy. Út cũng là già cả rồi, không có đi làm gì rồi,
mấy năm trước thì cũng bán buôn dữ lắm, bây giờ thì cũng chuẩn bị bán lại nhưng mà chưa. Bây giờ ở nhà thì mình chỉ nội trợ cho mấy đứa con nó đi làm á, đi làm cho nó trả tiền lương cho mình để dành mình nấu nướng nè, mua đồ ăn, mua gạo, mua này kia, nhiều khi vài ngày cả tuần lễ gì đó để tập trung hùng tiền lại nhậu, đứa thì ga mồi, đứa thì ga rượu bia gì đó, ai uống gì được uống. Mấy cái mồi đơn giản thôi. Nhiều quá chắc để ăn bao nhiêu nướng bao nhiêu để nè, nướng nhiều quá để nó nguội lắm. Thôi mất cả nhà. Xong rồi cả nhà, Út cũng tắt bếp nha. Út cũng mến chúc cả nhà mình xem video nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc, mọi điều thành công tốt đẹp trong cuộc sống nha. Út xin tạm ngưng video. Hẹn cả nhà mình gặp lại với video mới nha.